Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Vợ Đậu. Trong video ngày hôm nay, Bếp Vợ Đậu chia sẻ đến các bạn cách chế biến món tôm lăn bột chiên giòn. Và để làm món tôm lăn bột chiên giòn thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 400g tôm tươi. Cái phần tôm tươi này thì mình sẽ bỏ phần đầu và cái đường chỉ ở trên sống lưng con tôm. Đồng thời thì mình cũng sẽ bỏ luôn cái lớp vỏ ở bên ngoài nha các bạn. Mình chỉ giữ lại cái phần đuôi tôm thôi. Tôm tươi khi mà mình mới mua về thì mình hơi khó bóc cái lớp vỏ bên ngoài một chút. Các bạn có thể cho vào trong ngăn đá tủ lạnh tầm khoảng 20 phút. Mình lấy ra mình bóc thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều ha. Sau khi bóc vỏ tôm xong thì mình sẽ đem tôm đi rửa sạch và để ráo. Tiếp đến mình sẽ khứa nhẹ ở phía dưới cái phần bụng tôm những cái đường như thế này, để khi mà mình chiên con tôm của mình nó sẽ thẳng hơn, nó không có bị cong. À còn về cái phần đầu tôm thì mình đừng có bỏ đi nha các bạn. Mình sẽ giữ lại để mình chiên giòn cùng với cái phần tôm này luôn. Hoặc là các bạn cũng có thể xay ra để mình nấu canh hoặc là mình làm riêu tôm cũng rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ nêm vào đây một chút xíu hạt nêm, sau đó mình đảo đều lên và mình để tôm thấm gia vị tầm khoảng 15 phút. Trong thời gian đợi tôm thấm gia vị thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần bột. Bột ở đây mình sử dụng 3 loại bột, gồm có bột khô thì mình sử dụng bột bắp. Các bạn có thể thay thế cái phần bột bắp bằng bột mì cũng được ha. Tiếp đến là bột chiên xù và bột chiên giòn. Cái phần bột chiên giòn này thì mình sẽ pha với một ít nước. Mình pha theo cái hướng dẫn của cái gói bột đó các bạn, đến khi mà cái phần bột của mình nó sánh mịn lại là được. Bây giờ mình sẽ lấy lần lượt từng con tôm và mình phủ bột lên. Mình sẽ phủ một cái lớp bột khô trước. Tiếp đến thì mình sẽ phủ thêm một cái lớp bột chiên giòn. Cuối cùng thì mình sẽ áo cái lớp bột chiên xù ngoài cùng. Mình sẽ không có phủ cái phần đuôi nha các bạn, cái phần đuôi mình giữ lại ha. Trong trường hợp nếu mà các bạn không thích cái lớp vỏ bên ngoài quá dày thì mình có thể thay thế cái phần bột nước kia bằng một cái lòng đỏ trứng gà cũng được ha. Và mình cũng sẽ lăn theo thứ tự một lớp bột khô, lòng đỏ trứng gà và lớp bột chiên xù. Tuy nhiên mình thấy đối với món tôm lăn bột chiên giòn thì mình dùng cái lớp vỏ hơi dày một tí xíu thì mình sẽ giữ được cái độ giòn lâu hơn. Đồng thời khi mà mình chiên thì cái phần tôm bên trong không có bị khô, vẫn giữ được cái độ tươi ngọt. Sau khi lăn bột xong, bây giờ mình sẽ tiến hành chiên giòn. Mình cho dầu vào chảo, sau đó mình đợi dầu nóng lên và mình sẽ thử dầu bằng cách mình cho đôi đũa vào trong dầu. Mình thấy dầu sôi quanh đũa như thế này là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho lần lượt tôm vào và mình chiên giòn. Sau khi chiên xong thì đây là thành phẩm của mình, một đĩa tôm lăn bột chiên giòn với cái lớp vỏ bên ngoài thì giòn rụm, cái phần tôm bên trong thì dai ngọt và khi ăn thì mình sẽ chấm cùng với tương ớt và sốt mayonnaise. Hoặc các bạn có thể thêm một ít rau sống và dưa leo ăn cùng nữa để cái món tôm lăn bột chiên giòn của mình được hoàn hảo hơn. Một món ăn vừa đơn giản vừa dễ làm lại được rất là nhiều người yêu thích. Các bạn hãy tham khảo và bổ sung vào thực đơn của gia đình mình nhé. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Và khi xem video nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy tặng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Hoặc nếu các bạn có góp ý thêm gì về video thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.